Sớm nay trời cũng có nắng nhưng mà hơi lạnh lạnh mà thấy nó sắp mưa mất tiêu rồi. Ơi, ráng làm nhanh nhanh chứ không là mưa nữa là chạy vô nhà nữa. Gió quá, gió luôn mà. Quẹt tàu tớ. Sau giờ ngủ khoảng 30 phút mình phải đi giống ông Tương Dương, mình dở mùng lên, mình khều nhẹ mình hỏi. Uầy, uầy, ngủ chưa? Dạ, em ngủ rồi. Ừ, ngủ tiếp đi. Xong rồi đóng mền lại cho nó đi, để cho nó đi ngủ, và qua giường thằng thứ hai lại khều mùng, dở mùng nó lên rồi hỏi: "Ơi ơi ơi, ngủ chưa, ngủ chưa?" Đấy, "Dạ em chưa." "Chưa thì ngủ đi, cố gắng ngủ đi." Cái xong qua tiếp giữa giường tiếp theo, và cái thằng giường cuối cùng: "Ơi ơi ơi, ngủ chưa, ngủ chưa?" "Dạ." "Có gì không anh?" "Tại mày ngủ chưa?" "Dạ em chưa." "Chưa thì ngủ đi." "Trời ơi, em tưởng anh rủ em đi nhậu." "Trời ơi, thôi chứ mày đi ngủ giùm tao cái đi." Đó là những cái kỷ niệm vui hồi ở côn đảo. Mình có những người lính, những người anh em rất là vui vẻ, rất là những con người rất là thẳng thắn. Vui nhất là cái hồi mà đi học á, đi học ở Sài Gòn, học ở Quang Trung á, trường trường quân sự khu 7 á. Thì tối tối lại nghe đài, tối tối hết giờ học cái đến giờ mà giải lao, đến giờ mà giờ đó là giờ tự do của mình á, thì nó rơi vào khoảng thứ bảy chủ nhật thì thoải mái, thứ bảy chủ nhật thì về nhà, chứ ở trên nó buồn hiu chỗ ma lắm. Thì có những cái khung giờ thoải mái, ví dụ như sau giờ họp, sau giờ cái gì sinh hoạt đại đội thì đó là những cái khung giờ thoải mái, hoặc là sau giờ đi ngủ thì đó là khung giờ thoải mái, mình muốn ngủ ngủ, thức thức với nói chuyện của mình. Và lại lôi cái radio ra nghe, tim bạn bốn phương. Tối bật cái đèn pin lên, ghi được cái địa chỉ, xong rồi cũng mày đặt chiếc thư đồ này kia, kết bạn phương xa đồ này kia, mà trong đó hòm thư chứ không có địa chỉ. Tụi mình xài hòm thư, cái hòm thư mình nhớ còn nhớ được là 7A6677 huyện đồ Côn Đảo. Nói về tiền phụ cấp thì đó cũng vui, cái thời điểm mà vàng đang 450, 450 ngàn một chỉ á, thì phụ cấp của tụi mình là vừa mới vào tân binh đó là binh nhì là phụ cấp được 118 ngàn. Má ơi, 1/4 chỉ vàng luôn rồi. Sau đó đi học thì vẫn mang hàm binh nhì thôi, 6 tháng trời là mang cái hàm binh nhì đó cả năm á, cũng 118 ngàn. Sau khi tốt nghiệp ra cái học xong cái tốt nghiệp lên thẳng trung sĩ. Thì hồi đó mình nhớ là ở trong đất liền là hình như được là 600 mấy, từ 600 mấy hay 500 mấy không nhớ nữa. Đó là hàm trung sĩ trong đất liền thôi, còn hàm trung sĩ mà ở ngoài đảo và cái công tác mấy cái phụ cấp đặc biệt nữa thì nó lên đến 1.150.000, 2 chỉ vàng. Bằng bây giờ nó cũng xem bây giờ là chỉ vàng giờ nhiêu ta, mình không nhớ nữa. Ở thời điểm tháng 7, tháng 8 năm ngoái mình mua vàng thì nó có 3 triệu 9, 3 triệu 8 thì nó cũng xem 7-8 triệu giờ đó. Thì đó mình cũng tính ở lại phục vụ lâu dài rồi, cũng có trong danh sách biên chế ở lại, và cũng có năng lực này kia, cũng có năng lực thực tế chứ không phải là má mấy cái năng lực sập quần. Ồ, hình như nắng nóng rồi. Nắng nóng cũng phải mặc áo này không cháy da hết. Hôm nay mình sẽ không nướng thịt nữa mà mình nướng cá. Mấy con cá, cái nục, hình như là cái nục mà muối muối dùi, cũng muối á. Hôm qua nướng thử nháp nháp 2 con rồi, cũng thú vị. Có lẽ cái series nghĩa vụ quân sự thì mình sẽ đợi câu hỏi từ các bạn, rồi mình sẽ trả lời cho nó gọi là đúng đúng người đúng tội. Thì
Các bạn cứ việc comment, nhất là mấy bạn 2002 vừa mới thi xong á, không đậu đại học thì đi nghỉ dụ thôi, cũng vui mà. Thì thắc mắc gì thì cứ comment và mình sẽ trả lời bằng hết tất cả những gì mình biết được trong 34 tháng nghỉ dụ của mình. Đã kinh qua mọi cấp chỉ huy từ tiểu đội cho đến trung đội. Có 2 cấp à. Thì hồi đó là do lý do mình đi nhậu về lại quá. Nó chưa về đi làm, về ăn cơm chạy ra ngoài thị trang Hàng Dương á. Lôi thêm mấy thằng nữa ra làm chơi rượu. Thế là bị cách chức. Cách chức tiểu trưởng, mỗi lần mà điểm danh kiểm tra số buồn cười lắm. Làm gì chiến sĩ, trung sĩ, Phan Huy Hùng. Trời ơi đâu, má chiến sĩ còn trung sĩ nữa bà nội. Thường thường cái cấp, cái chức danh, cái tên gọi chiến sĩ là dành cho những người lính mà mang hàm từ binh nhì đến binh nhất hoặc là đến hạ sĩ, thì họ sẽ được gọi là chiến sĩ nếu như không ở trong một cái chuyên ngành nào hết, không có làm cái chuyên môn gì hết thì họ sẽ được gọi là chiến sĩ. Trời, hôm nay nhiều gió, ngồi cái lửa hoài không cháy. Mình ghét nhất là mấy con ruồi bay. Bắt được nó đập, nó không còn hình hài gì luôn, không còn hình hài con ruồi luôn. Em mà sắp thực hiện nhiệm vụ quân sự thì có gì thắc mắc cứ comment ở cái clip này. Đừng comment trên Facebook nha, Facebook đọc được đâu. Cứ comment vào thẳng cái link ở trên YouTube cái video này thì mình sẽ trả lời bằng những gì mình biết thôi, bằng những gì mình cảm nhận thôi. Như cái 2 cái clip trước mình cũng đã nói rồi, chính mình là chính mình hay không, nó nằm ở chỗ đó. Phục vụ ai hay phục vụ mình thì mình phải tự mình biết được. Có rất nhiều điều hay ho để các bạn học. Không phải là không hay đâu, việc gấp nội vụ hay là đi đều 1-2-1-2 nó phải là nó dở đâu. Nó rất là hay ở trong cái tính đoàn kết, tính tỉ mỉ, hoặc là bị kỷ luật cũng vậy. Gánh 2 cái hũ ampicillin đi tưới cục điện cho cái cây cục điện nó nở hoa. Cặn. Hoặc là đánh nhau xong rồi bắt đứng ngoài nắng ôm nhau, nóng lắm. Thế nên đừng bao giờ đánh nhau ở trong đó. Đừng bao giờ gây mất đoàn kết, gọi là đừng mất đoàn kết. Hãy yêu thương nhau thôi, như yêu thương chính bản thân mình. Bỏ cái vỉ này lên. Và tí nữa mình sẽ nướng vài con cá. Đấy, thế nha. Tập này mình sẽ kết thúc ở đây. Nhớ like, subscribe, nhấn nút cái chuông và chọn tất cả thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ một cái clip hay ho nào của mình. Hiện tại mình đang chạy 3 series. Đó là một cái là bắt mệt, cái thứ hai nữa là nghĩa vụ quân sự, cái thứ ba nữa là xe thổ lệnh Việt Nam và xe Minsk. Thì về xe Minsk thì nó khá vui, nó vui hơn. Các bạn sẽ không bị ngán cái hình ảnh của mình. Thì đó là hình ảnh của những người anh em chơi Minsk. Họ sẽ nói lên câu chuyện của họ. Có thể hay hoặc có thể dở, nhưng đó là câu chuyện của họ. Và bạn cũng có thể hay hoặc có thể dở, và bạn cũng có câu chuyện của bạn. Bye bye.